Trưa Ngày 14 tháng 11, cảnh sát giao thông thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn xe chở rác mất lái, leo lên dĩa hè tông xe bán bánh mì rồi lao vào nhà dân, tông sập mái hiên. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 3 người bị thương. Xe chở rác chỉ dừng lại khi tông trúng cột nhà. Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ cùng ngày tại ngã ba đường 2 c Chính giao với đường Đa 2 phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thời điểm trên, xe chở rác mang băng kiểm soát 61K13.877 lưu thông trong khu dân cư. Khi đến ngã ba trên thì xe bất ngờ mất lái, leo lên dĩa hè tông trúng xe bán bánh mì rồi lao vào nhà dân tông sập mái hiên. Xe bánh mì bị quốc dân, xe rác nằm gọn trong nhà dân. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe chở rác có tài xế và hai người ngồi bên ghế phụ vụ tai nạn khiến tài xế và một phụ xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu người còn lại may mắn chỉ bị xây sát nhẹ người bán bánh mì ngồi gần đó bị thương ở chân do mảnh kính của xe bánh mì dân trúng tại hiện trường xe chở rác nằm gọn trong nhà dân máy hiên bị đổ sập nhiều vật dụng và mảnh dở xe bán bánh mì dân khắp nơi nguyên nhân vụ tai nạn đang được cảnh sát giao thông thị xã bến cát điều tra làm rõ